chào các bạn giám khảo và thầy, các bạn giám khảo, thầy cô và các bạn học sinh. Chúng em là nhóm 2, lớp 94, trường trung học cơ sở Dương Công Định, Bình Thạnh. Nhóm em tham gia sản phẩm, nhóm em tham gia dự án Tiếp lên ước mơ với sản phẩm dự thi là người bạn có hỏi vì sao ở vị trí kinh doanh. Ở sản phẩm này em tìm hiểu về được biết về khái niệm kỹ năng cần có, các trường đào tạo và cơ hội làm việc gì. Kính mời quý thầy cô cùng xem tạp chí. Nhóm em xin chân thành cảm ơn.